làm lán cho thợ để hôm tới thợ sẽ có cái chỗ để mà ăn ngủ cũng như là để trông vật liệu luôn mọi người ạ. Vào lấy tre của ông cụ luôn. Ông chủ nhà. Thái ơi, vòng vào thì lấy cái chân luôn nhá. Lấy cái chân máy để cho nó đỡ rung. Cho mọi người xem. Khu này đúng là nhiều tài nguyên thật mọi người ạ. Đấy, có cả tre nữa rồi tất cả mọi thứ luôn. Mấy anh thợ là ngày hôm nay có hai anh trước rồi vẫn cái anh hai anh hôm nọ. Mọi người vào xem like giúp cháu để cháu biết là mọi người đang xem ạ. Giờ này giờ 3 giờ chiều thì chắc là mọi người cũng đang bận rồi. Đang đi làm rồi. Đây. Mọi người cứ bình luận để cháu biết nhá, để cháu biết cháu trả lời ạ. Đang đi chặt tre nứa để dựng lều, dựng lán đấy ạ. Vâng, xin chào ạ. Chào anh Huy Bùi. Đấy, mấy anh em đang đi chặt tre. Vâng, mấy anh em đang đi chặt tre để mà dựng lán, dựng lều. Bạn quay dọc cái kia cho tôi luôn. Quay dọc cái cam cho tôi. Đây là anh bạn camera của Vũ. Cũng đang tham gia luôn. Tham gia chiến đấu luôn. Chào Vũ, chào mọi người nhá. Chở ăn cưới kỹ quá. Vâng. Chở là đang đi ăn cưới bạn thân. Bạn thân từ nhỏ cho nên phải kỹ một tí. Đi lâu. Trời. Đây mấy anh em thợ. Chà. À, chào chào ông nhá. Chào ông. Ông là vừa lên quán tạp hóa là chắc cũng phải làm mấy chai rồi. Mấy cốc rồi, hôm nay vui chẳng biết đang nghỉ ngày gì. Đây mấy anh em thợ là chọn luôn cái vị trí ngoài cửa của ông cụ để mà dựng lán dựng lều luôn đấy ạ. Mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái để cháu Vũ trả lời ạ. Ông chở lại không có uống rượu. Cho nên là chở không rượu chè gì đâu mọi người ạ. Đấy, cắm cọc tre luôn đây. Dựng lán lều. Vũ lấy con lít thổ về. Chở chắc phải lát nữa, chắc phải chiều chiều mới về được ạ. Đấy, sang bên này là mọi thứ nó mát mẻ hơn này. Gió đi hiu hiu hiu. Cũng báo ông chủ nhà một câu để mà lắp cái lều ở đây. Ngay cửa nhà ông cụ luôn cho nên là nó cũng an toàn mọi người nhé. Mọi người vào xem video thì bình luận trực tiếp ở trên này hoặc là thả like cho em Vũ đi ạ. Để xong rồi Vũ sẽ trả lời luôn để cho mọi người biết là chương trình sẽ như thế nào. Chắc Vũ phải chọn cái vị trí nào nó rộng rộng tí để cho mọi người quan sát được là anh em thợ đang làm. Ra ngoài hơi nắng một tí. Đấy. Mọi người nhìn quan sát tổng thể. Đấy, anh bạn của Vũ là cũng đang tham gia luôn. Phụ giúp anh em. Mọi người bình luận ở trên đi để em Vũ biết, để em Vũ trả lời ạ.
Đúng rồi, cái củi này thì xin ông nhưng mà vẫn phải nhặt về cho ông nữa đấy. Bởi vì là ông bà là cũng lớn tuổi, là muốn lấy củi về là cũng rất là khó khăn, cho nên là nếu mà muốn lấy củi của ông bà là cũng phải xin ông bà một câu. Dạ. Bác Nam cứ lo nóc nhà của con, bác yên tâm đi. Yên tâm, nóc nhà của con là an toàn lắm. Không sập được rồi, bác ạ. Ây chà. Cháu Vũ về đây để mà trả lời bình luận cho mọi người. Đấy, dựng lán dựng lều. À, ông chủ nhà là nhiều vịt lắm. Mấy nữa là vịt lớn một cái là thao màu ánh. Nhà xong thì vịt lớn là vừa. Bạn xem lấy cái chổi tre quét qua. Chỗ bên dưới thì mọi người định làm như thế nào đây ạ? Anh thợ ơi, bên dưới cái nền mọi người định làm như nào? Vâng. Kê gạch xong là xin mấy tấm ván của ông cụ cũng được. Chắc ông cụ cũng có ván thôi. Vâng. Dạ, dạ đấy. Xong là cũng có một vài người hỏi Vũ rồi về vấn đề ăn uống, thì Vũ cũng báo với anh em thợ rồi. Là nếu mà ăn uống thì mọi người phải tự lo thôi, còn lâu lâu thì Vũ mới bổ sung một bữa có vitamin đạm cho anh em nó lấy sức khỏe để mà làm việc. Lâu lâu Vũ chạy vào cũng làm bữa thịt cho anh em, còn lại thì anh em sẽ tự lo, tự nấu nướng tại chỗ này luôn. Đấy. Vâng. Cái điểm này là cái điểm mà anh em sẽ dựng lán đấy ạ. Chỗ này thì đẹp vô bờ luôn mọi người ạ. Đấy, cực kỳ đẹp luôn này. Cái không gian cái nhà bên kia là gần như là bằng diện tích với nhà của mình ở bên này luôn đấy. Chiều sâu ấy, vì chiều sâu cũng chắc cũng khoảng 10 mét. Đây là nhà của ông chủ đất. Anh ơi về Việt Nam đi, ở đâu? Anh lên đây đi, lên đây xong là xây một căn nhà ở đây cũng được. Không biết anh Dê Bùi này là nhà ở đâu đây? Đó. Mọi người cứ bình luận trên này đi để cháu Vũ trả lời ạ. Đấy, khu vực này thì có sóng đầy đủ luôn mọi người nhé. Tha hồ luôn. Đấy. Đủ chưa? Đủ cột chưa? Đủ cột rồi. Đây, bạt ở trong này đây, bỏ ra xong là để căng đi. Đúng rồi, cắm. À, vâng ạ, cháu Vũ cảm ơn ạ. Trực tiếp để cho mọi người biết là anh em đang tiến hành. Sợ để tồn cái công việc này lâu quá, mọi người lại bảo để lâu quá, mãi vẫn chưa tiến hành. Nhưng mà nói chung là cũng hơi mất thời gian một chút, mọi người thông cảm cho cháu Vũ ạ. Cháu Vũ cũng xin lỗi vì cái thời gian nó hơi kéo dài một tí. Cũng mong muốn là làm sao hoàn thiện sớm để mà em trở ra đây. Đây là một cái vùng đất mà yên bình ấy. Khá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Rất là lý tưởng. Sau này em trở làm việc ở đây thì ngon. Đấy, lành tươi lên, lành ơi. Sắp có nhà mới rồi, lành ơi. Anh đang bảo là lành phải tươi lên. Úi dồi, mọi người bác này thành giống như cái nhà bên kia luôn. Quá đẹp rồi. Hay thế, nó lại hợp lý, nó lại có cả ngàm cả nghiếc luôn. Vào tay anh em thợ một cái là nó đẹp hẳn. Dây á? Ồ, tôi chết rồi. Dây dù, dây dứa. Dây dứa ở quanh đây có nhà nào bán không nhỉ em? Em lên hỏi nhà tạp hóa xem nó có bán không nào. Đây, tiện đây. Đây. Chắc mua đây khoảng đây 50.000 chắc là thoải mái rồi.
Lành đang chạy long sòng sọc mọi người ạ. Thiên thời địa lợi nhân hòa Vũ nhé. Dạ vâng ạ. Cháu không biết là cháu hay là em đây. Cháu cảm ơn. Cháu cũng mong là mọi thứ nó sẽ diễn ra thuận lợi để mà giúp cho căn nhà của em tốt nhất. Thế hôm nào khởi công hả Vũ? À, cháu báo là sáng sớm thứ hai là anh em bắt đầu đào móng ạ. Ngày hôm nay thì dựng lán, dựng lều để mà có cái điểm để mà để vật liệu, nguyên vật liệu. Rồi là có cái điểm cho anh em thợ ngủ nghỉ ở tại đây luôn ạ. Anh em sẽ ngủ tại đây để mà trông. À có rồi à? Rồi ok. Thế tốt quá. Làm đoạn dây cao su ấy là được nhỉ. Còn dây để mà tí nữa mình còn buộc ấy đấy nhá Lành nhá. Buộc cái bạt nữa đấy. Vợ chồng Lành thật tốt quá. Thương em. Chờ. Cái này thì chắc là thương thì ai cũng thương thôi. Nhưng mà mỗi người lại mỗi công mỗi việc ấy ạ. Mỗi người sẽ có cái hoàn cảnh ấy. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên là chúng ta Vũ không có nhận xét. Vũ không so sánh ai cả. Cũng nghĩ là cũng mong mọi người cũng thông cảm thôi. Không có, chúng ta không có so sánh. Chốt chân à bạn? Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn ạ. Cháu cảm ơn không biết cô chú làm Nguyễn này. Lành đang chạy long sòng sọc đấy. Lành đâu rồi? Chắc bên đấy làm thấp hơn một tí nhỉ anh nhỉ? Thấp hơn một tí để cho nó hơi chéo xuống để không bị đọng mưa. Đây, mọi người đang bảo Lành vẫy tay chào mọi người cái để có động lực để xem đây. Cháu chào mọi người. Đấy, cháu đang bận một tí thì thôi. Đấy. Dạ. Cháu Vũ cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vâng. Thôi được rồi. Cháu nghĩ là cái gì ấy thì cũng có cái giai đoạn của nó ấy, nó tốt. Thì cái đoạn nào mà nó ấy thì thôi chuyện này hơi nhạy cảm. Đó. Thời tiết đang vào 3 giờ chiều này là đẹp lắm đấy mọi người ạ. Khu này thì đấy, mọi người cho mọi người ngắm trực tiếp luôn cái khu vực này. Đó. Ruộng vườn này. Ui giời. Nó quá đẹp luôn đấy. Nó quá lý tưởng để mà làm tất cả mọi thứ được ở đây luôn mọi người nhé. Đấy. Có thể xem trực tiếp luôn tất cả khu vực này. Cháu Vũ còn phải trèo cả lên bể để mà quay cho nó đẹp ấy. Đấy. Cậu bé này là cũng hay lắm đấy, Lành chăm chỉ, thật thà. Nói chung là cậu bé em cảm thấy là đến giây phút này là Lành là một người mà tâm huyết bỏ thời gian ra với em gái. Nhưng mà nói chung là đến bây giờ thì cũng sắp được gặt hoa rồi. Sắp tới là em sang đây là cũng sẽ yên ấm cửa nhà. Thứ nhất là người ta bảo rồi an cư lập nghiệp. Nói chung là có được cái căn nhà thì các em sẽ tập trung vào làm ăn hơn. Thì lúc đó cái cuộc sống nó mới thay đổi được. Dạ vâng ạ. Lâm Văn Phạm. À Lâm Phạm Văn. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Phạm Văn Lâm. Ôi chà. Thật là may mắn. Nói chung là thời tiết cũng khá là ủng hộ anh em. Khi mà biết là anh em dựng lán dựng lều là trời nắng to lên để mà anh em dễ làm việc. Mọi người cứ đặt câu hỏi cho cháu Vũ đi ạ, để cháu Vũ trả lời ạ. Đây chà.
đây hơi gió lớn, mọi người có nghe rõ giọng của cháu không ạ? Hay lại gió vù vù đi này. Tội nghiệp camera này. Mình ngồi xem video mà nó gió vù vù. Cháu chào 43 người đang xem ạ. À, lệnh chắc là sẽ phụ xung quanh thôi ạ. Bởi vì là mấy anh em thợ thì cũng không muốn ai tham gia vào thêm. Vâng, ông bà chủ nhà là cũng hiền lành lắm ạ. Đấy thì hôm đầu là quyết cái mảnh đất bên kia, nhưng mà tiếc là cái mảnh đất bên đấy thì nó không vướng gì cả. Cái mảnh đất bên đấy rất là đẹp, 15 mét cơ, nhưng mà nó lại dở hơi một cái là đất đấy lại không xây được nhà. Kể ra mà lấy được cái mảnh đất bên đấy là cũng hay. Cháu Vũ là cũng hơi tiếc cái mảnh đất này một tí. Nếu có thợ thì để Lành đi làm kiếm tiền. Vâng ạ. À, Lành thì vẫn sẽ phải ở đây giám sát, bởi vì cái căn nhà này sau này là Lành cũng sẽ ở đây. Bạn ơi phải để chéo đấy bạn ơi. Chéo tí nữa đi. Xuống thấp tí. Bởi vì là mình sợ nó đọng mưa ấy. Đúng rồi, nó đọng nước ấy. Đấy, càng chéo càng tốt mà, không sao đâu mà. Mình cũng chỉ để xi măng ở mạn bên này thôi. Còn chủ yếu đằng bên kia là anh em thợ sẽ ngủ ở bên đấy. Em Lành sẽ phải sát sao hơn. Còn cháu Vũ thì cũng chạy đi chạy lại nữa ấy. Chịu khó đi mấy chục cây số. Vâng ạ. Trời ơi, có hôm mà em ấy đi đồng văn các thứ là các em mới phải đi đến tận 11, 12 giờ đêm mới về đến nhà ấy. Cũng chăm chỉ lắm. Chịu thương, chịu khó. Cũng đang phải di chuyển khắp nơi để mà cho mọi người có cái góc nhìn tốt nhất. Chở chắc sắp về rồi, chắc lát nữa là trở về thôi. Đi đám cưới về thì đưa chở sang đây để chơi, phụ giúp mọi người bên này dọn dẹp qua. Đấy, chắc từ giờ là anh em thợ sẽ vừa dọn dẹp cũng như là vừa kê các thứ luôn để mà thuận lợi cho việc ăn ở đây lâu dài. Chắc phải mất hàng tháng ăn ở đây. Có thể là hơn đấy, bởi vì cái căn nhà ở bên trong là mình xây chát nó cũng mất thời gian đấy. Hàng tháng 6 người, 6 thợ. Anh em sẽ nấu nướng ăn uống trực tiếp ở đây luôn. Báo với cháu Vũ, báo với các anh em thợ rồi, chứ anh em thợ cũng bảo rồi, chuẩn bị nồi niêu xong chảo của anh em là mang đến rồi củi giả. Chắc thi thoảng em Lành sẽ phải đi lấy củi về cho anh em để mà anh em có cái đồ đun nấu. Đấy. Tự nấu nướng. Còn thi thoảng thì cháu Vũ sẽ bổ sung thức ăn cho anh em thợ. Mọi người đặt câu hỏi nhiều để cháu Vũ trả lời cho ạ. Vũ live stream lâu lâu một chút để mà mọi người có thể đặt câu hỏi liên tục để cháu Vũ có thể trả lời trực tiếp này thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Hiện giờ thì khoản tiền của em chở thì chắc là đến sáng thứ hai này cháu Vũ sẽ đặt cọc 10 triệu thì chắc sẽ còn khoảng 38 triệu mọi người ạ. Đấy. Còn khoảng 38 triệu hơn một chút. Cháu gọi điện cho bác Hải rồi bác Nam ạ. Đấy. Hôm rồi cháu cũng gọi điện cho bác ấy rồi. Chắc mấy hôm bữa nay là bác Hải bác ấy đang bận. Mà cháu gọi điện quốc tế thì nhiều khi cũng chẳng nói được ấy. Cháu gọi điện thì thấy nó báo cái gì không ấy. Chắc là mấy cái đường dây quốc tế của cháu nó gặp vấn đề. Hôm nào cháu cũng báo ấy, nhắn tin cho bác Hải để bác Hải điện về. Cháu xin chào 57 người đang xem ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nói chung là mọi người comment rồi là like cho cháu để mà cháu biết được là mọi người đang xem, ủng hộ cho cháu để anh em lấy động lực để mà làm việc với cả giúp cho em chở.
Đợt này thì anh em vẫn đang bán chậm chéo, nhưng mà nó đang tiến độ nó đang chậm đi. Mong mọi người comment hoặc là nhắn tin hoặc là báo cho cháu Vũ để cháu Vũ gửi chậm chéo thịt treo, gác bếp, mật ong với lại các thứ về cho mọi người, để mọi người ăn thử mấy cái sản phẩm vùng cao này. Vừa là có sản phẩm thực tế ăn thử mà lại vừa giúp cho em chở một chút kinh phí luôn. Dạ, mình thương em chở nhiều quá, nhưng điều kiện mình không giúp được em chở về kinh tế, nhưng mình sẽ theo dõi ủng hộ em từng ngày. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều nhá. Đấy, rất là cảm ơn anh, phải có những người mà luôn luôn bình luận tích cực như thế này thì cái anh mặc áo phông trẻ trẻ là Caramel mới ạ. Dạ vâng ạ, đấy là một người bạn của cháu ạ, vừa bên nước ngoài cũng vừa bên Dubai về. Bạn ấy đang phụ giúp cháu việc quay phim, cũng như là hai anh em vẫn cũng đang triển khai một số kế hoạch mới nữa về em chở, để giúp cho em ấy được phần nào hay phần đó. Khu vực này màu mỡ quá, tre nứa rồi tất cả mọi thứ ở bên khu em chở là hiếm kinh khủng luôn. Sang bên này nó nhiều, mọi thứ này đầy đủ, cứ khu nào có nước là mọi thứ nó đều dễ dàng, từ chăn nuôi rồi tất cả mọi cái, cảm giác nó dễ dàng hơn nhiều. Chắc là à đây, quên mất còn một cái nữa chưa nói với mọi người, đó là cái bức tường cũng đã được tháo dỡ hết rồi mọi người ạ. Đây, bức tường đã được tháo dỡ toàn bộ hết rồi. Đấy, bức tường đá tháo ra nhìn không gian nó rộng hẳn ra, mọi người nhìn thấy không, nó quang hẳn ra luôn đấy. Đưa ra rộng rộng tí để mọi người nhìn thấy đó. Ôi giời ơi, không gian nó rộng lắm mọi người. Đây này, toàn bộ cái khu vực này đấy, chúng ta sẽ làm đến sát với cái chuồng bò luôn. Chuồng bò cũng đã được rời từ ngoài này đi vào trong rồi mọi người ạ. Đó, chuồng bò đã được rời đi. Sắp tới là anh em triển khai thôi, cứ thế là đào móng thôi. Mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái để cháu Vũ trả lời ạ. Cái cửa sổ cháu Vũ đang suy nghĩ, không biết là làm cửa sổ của hai cái phòng ngủ là hướng về đâu. Nhưng hai cái phòng ngủ có thể là sẽ làm cửa sổ về bên mặt bên này, bởi cái nhà của ông cụ ấy là ông ấy có một căn nhà mới rồi, cho nên là ông sẽ đi chỗ khác, có thể là ông sẽ chuyển đi chỗ khác để ở, chứ ông không ở đây đâu mọi người ạ. Đấy. Nói chung không gian bên này rất là hay. Cháu Vũ cũng đang suy nghĩ là sẽ lấy thêm một mảnh đất nữa này. Nhưng mà đấy chỉ là suy nghĩ thôi, trong tương lai thôi, biết đâu. Chào cháu nha. Bán hàng có ship thì... Dạ có ạ. Cháu có ship ở hết toàn quốc luôn đấy ạ. Đường đúng rồi, như đất mặt phố luôn. Trời, sao khóc thế kia. À, chết rồi. Cháu Vũ có kẹo. Khóc quá. Chắc là đang đi tìm mẹ đi mày. Tu à tu, nó tha ấy. Nó tha. Nó tha. Mua áo tư à. Cảnh đẹp. Vâng ạ, cảnh đẹp lắm, khu vực này đẹp lắm ạ. Đó. Đây, đây cho mọi người xem toàn cảnh. Đấy. Vịt cả ngan ngỗng, đẹp lắm. Khu này cháu cảm giác nó bình yên lạ thường luôn mọi người. Bình yên lắm. Đấy, đẹp. Đó. Cái khu mà cái tôn đỏ đỏ kia ấy là của ông chủ đất ấy, thì là cái khu đấy ông bà đang nuôi gà ở đó, chứ không phải nhà vệ sinh của ông bà đâu. Đây là khu nuôi gà. Thì đang tính là sẽ hỏi ông cụ để nếu mà trường hợp ấy thì mình mua thêm ra một ít nữa để mà làm cái khu vệ sinh cho nó đẹp. Cái này cũng phải dần dần, không ngay được. Mình cứ bắt đầu mình thi công đi đã, nó sẽ cái gì nó đến, nó sẽ đến, nó sẽ tốt hơn. Cái gì nó cũng sẽ phát sinh một chút. Nói chung là tháo dỡ cái bức tường đi, mọi người nhìn thấy nó quang hẳn nha mọi người nhé. Dạ.
Dạ vâng. Cháu Vũ sang nhìn là cháu cũng ngờ khi mà tháo đi nhìn nó rộng hẳn ra luôn. Rộng rãi. View triệu đô, vâng ạ. View triệu đô luôn đấy ạ. Ờ. Đấy bạn bạn tháo bạt ra đi. Tháo bạt ra để mà căng. Cái số tiền của em chở thì cháu sẽ công khai trong video sớm thôi. Mọi người cứ đặt câu hỏi liên tục để cháu Vũ có thể trả lời. Là cái nhà cháu đang anh em đang làm này là cái điểm mà để vật liệu với lại anh em thợ ở đấy ạ. Cái bạc nhìn nó hơi bẩn bẩn đấy, chắc là quay xung quanh thôi. Còn cái tấm này không có kệ, hai cái tấm này không có kệ. Kệ không sao đâu, thừa thì mình cũng vẫn kê vật liệu ấy. Vẫn phải dùng nhiều chứ. Cho cái này, cho hai cái bạc mới mới này một chút là mọi người sẽ... Mưa gió là yên tâm đấy mọi người ạ. Mưa gió là yên tâm luôn. Vâng, khi nào mà xong nhà là đấy. Dạ làm nhà cho em chở đấy ạ. Nguyễn Xuân Hùng. Làm nhà cho em chở ạ. Cháu cảm ơn mọi người đang xem video của cháu nhá. Để mọi người theo dõi rồi là comment ở dưới để cháu trả lời. Anh em đang đông nhân lực lắm. Trên đó xây bao nhiêu một mét hoàn thiện. À cháu Vũ khoán luôn cho người ta là 40 triệu trọn gói luôn làm xong cái nhà đấy ạ. Tiền công. Khoán luôn toàn bộ căn nhà này luôn. Xây. Hơi bị khó để làm sao mà có cái góc để cho mọi người nhìn cho nó dễ. Nguyên vật liệu là cháu Vũ sẽ tự mua hết ạ. Cháu Vũ sẽ đi hỏi để tự mua làm sao cho nó cái giá nó rẻ nhất thôi. Nói chung là mình tự lo mấy cái về vật liệu thì nó sẽ dễ hơn.
Tặng cái dây phơi của cụ. Dạ vâng ạ. Rồi đâu? Nếu mà nằm ở trong cái mái trong kia thì không sợ đâu. Thái, Thái ơi, bạn tìm cách không đứng đứng ở khu vực trong kia, bạn treo cái góc đằng bên cột bên kia vào đi. Em lệnh leo cả lên nóc. Đó. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng. Nói chung là chắc chắn là em sẽ phải giúp cho chở rồi. Nói chung là bây giờ là em Vũ mang nhiều tình cảm với em chở lắm. Flycam cháu lại không có quay trực tiếp được. Bây giờ muốn quay trực tiếp thì cháu Vũ lại phải khi nào mà lắp được cái giá đỡ trên flycam để cho điện thoại lên thì con mới quay được bác ạ. Chở lâu về thế nhỉ, chắc hay say rồi. Không, em chở lại em ấy lại đặc biệt lại không có uống rượu. Sang đấy chắc là lại đang lọm khọm đi rửa bát hộ bạn rồi. Bên đám cưới. Nói chung là ngày hôm qua em chở cũng có báo với cháu Vũ là hôm nay đi ăn cưới chắc kiểu gì cũng một là dọn mâm, hai là rửa bát hộ. Không có uống rượu. Đặc biệt em chở một cái điểm cháu rất là thích, đó là em không rượu chè, kể cả em lành cũng thế. Không rượu chè gì cả, ít lắm. Nói chung thi thoảng có khách thì cũng ngồi một lúc thì cũng uống vài chén thôi, con cá con kê thôi chứ không có uống say lướt khướt rồi. Thấy lành rất là hay mọi người ạ. Đấy là cái điểm mà cháu rất là quý các em. Đấy đúng rồi, buộc mấy cái góc đấy lại cho nó không bị bay phấp phới. Chắc say rồi trốn được Vũ là bê tha ngay. Cháu nghĩ là không có chuyện đấy đâu, em nghĩ không có chuyện đấy đâu ạ. Vào em chở chắc là đang lướt khướt rồi, say lướt khướt rồi. Cháu Vũ đang phải leo cả lên bể. Trả lời bình luận của mọi người cứ bình luận đi để cháu Vũ biết ạ. Đấy, mọi người cứ đặt câu hỏi đi. Chỗ cái lều này thì em chở rất ngoan nên được nhiều người quý mến. Hãy nghe này, em chở rất ngon. Tớ trêu tí cho vui. Dạ vâng ạ. Nói chung là chở ấy, cô bé này thì tương đối là thật thà, cũng thấy mọi người nhận xét rất là nhiều, đau đớn chả kêu gì cả, không có kêu than gì hết. Từ cái lúc kể đi xuống bệnh viện dưới Hà Nội đau đớn chẳng thấy em khóc một tí nào cả. Chắc là cũng có cái lúc tủi thân thì cũng buồn một chút thôi, nhưng mà xong thì cũng chắc cũng thôi, cũng không thấy khóc lóc. Bình thường gặp người khác là gặp Vũ là Vũ khóc luôn rồi đấy. Gặp Vũ là Vũ khóc rồi đấy. Bởi vì là nếu như tự nhiên mà mất đi người quan tâm một cái thì có khi Vũ khóc rưng rức suốt ngày. mọi người không ấy một cái là Vũ đã bắt đầu buồn rồi, còn khóc rồi. Mọi người không xem video của Vũ là Vũ khóc rồi mọi người ạ. Nghị lực phết đấy. Đúng rồi, cô bé đúng là một người khá là nghị lực luôn trong cuộc sống ấy. Nói chung là không kêu than tất cả mọi cái, không than thân trách phận. Cho mọi người xem hết cái quá trình mà anh em làm việc luôn.
gió máy quá. Giờ này cũng nắng nôi cho nên hơi vất vả cho các mấy anh em là đang làm việc. Thiếu tre à bạn? À, lấy thêm cái móc à? Tớ mà bị phát đấy, có mà ối rồi ôi luôn. Vâng, đúng rồi. Không phải, chắc em nghĩ là không phải chúng ta đâu mà ai cũng vậy thôi. Không phải nguyên em chở đâu mà ai cũng vậy thôi. Và bây giờ đang đau chân tự nhiên lại thành đau cả ruột thừa. Xuống dưới đấy, xuống gặp ngay một cô thôi, cô ấy bị ở lòng bàn chân. Mà đến khi mà phát hiện ra nó bị thối ra ấy, thì cô ấy cũng đã khóc rưng rức luôn rồi, bởi vì không nghĩ là cái chân của mình sau khi mổ xong mà nó lại bị nặng hơn như thế. Cô ấy không đi lại được, cô đã khóc rồi, đằng này em còn dính cả hai bệnh. Khổ. Gặp bao nhiêu người cũng vào trong đấy thì mọi người cũng gần như là hoàn cảnh giống nhau ấy, mọi người quan tâm lắm. Che bạc có răng gì lên phụ không? Là như nào ở chỗ anh chú tình tứ hay gì đấy thì là cháu không hiểu ạ. Vâng, chở thật quá nên ra ngoài hơi lo, đúng rồi. Nhiều khi thật thà quá ra thì cũng ra đời thì cũng dễ bị lừa ấy. Nhưng mà yên tâm là sang bên này thì mọi người bên này cũng tốt thôi, cũng không sợ đâu. Cái môi trường ở trong này thì cũng thân thiện ạ. Dạ. Anh tình tứ, chú tình tứ có thể hỏi lại được không ạ? Che bạt có dằn gì lên phụ không là như nào ạ? Dằn gì lên đúng không ạ? Đây thì chắc là cũng phải buộc nó vào ấy. Anh em cháu cũng kê đấy, đấy. Kê kẹp nẹp một cái thanh tre kìa. Em Lênh là cũng nẹp một cái thanh tre ở bên trên để nó không có bay phấp phới. Đấy, ở trong này có tiếng ô tô này mọi người này. Chứ còn bên mặt chỗ nhà em chở là không bao giờ nghe thấy tiếng pop pop này luôn. Gần như là không bao giờ có xe. Ở bên này thì xe vật liệu người ta đi đến tận nơi luôn. Nói chung là cái điểm này là tương đối sau này là nó phát triển. Những cái mảnh đất ở trong này thì sau này sẽ phát triển rất là nhiều. Cháu cũng nghĩ là đây sẽ là một cái tương lai tốt. Đấy, mọi người nhìn xe chở vật liệu họ đi vào đây này. Đấy, đây này, xe vật liệu. Che bạt không thì nắng, thời gian ngắn lại mục. À, cái này thì anh em chắc chỉ sử dụng trong vòng tháng hơn tháng thôi. Còn cái bạt sau này mình sẽ thu hồi lại để mình làm gì đó khác thì làm thôi. Còn cái bạt này thì Vũ mua thì cháu Vũ mua cũng là bạt tốt luôn đấy ạ. Bạt xịn, không sợ. Buộc chắc nhá Lình nhá. Không là nó vẫn bay đấy. Đúng rồi, mình phải nẹp. Vũ phát hiện. Vũ phát hiện gì đấy ạ? Cháu Vũ sắp mất điện rồi. Nắng quá mọi người ạ. Nắng quá. Ngồi giữa nắng để quay. Nắng chang chang luôn mọi người ạ. Nhưng mà cũng may là cái thời tiết trên này nó lại rất là hay. Đó là dù trời có nắng ấy, mùa hè ấy, ban ngày cũng mát mà đêm về thì còn lạnh cơ. Cái thời tiết ở Mèo Vàng này hay lắm mọi người ạ. Chỉ mỗi cái đặc điểm là nước nôi là nó thiếu thôi, chứ còn ngoài ra mọi cái đều ổn. Đấy, được rồi. Buộc nhiều dây vào Lình ơi. Một cái dây dứa không đủ đâu em ạ. Gió nó bốc một phát là đi luôn. Ôi dồi ôi. Buộc thế là bay phấp phới đấy. Buộc thêm đi. Buộc thêm đi Lình ạ. Gấp đôi gấp ba cái dây vào. Cho nó chắc chắn. Dài nữa đi. Thoải mái đi anh. Gấp đôi gấp ba vào. Chúc em chở có căn nhà đẹp thành công tốt. Đẹp nhất. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn nhiều. Nói chung là bây giờ thì căn nhà thì là chỉ còn là trong tầm tay nữa thôi, trong tầm mắt nữa thôi là căn nhà nó sẽ hoàn thiện rồi. Bây giờ không lo lắng gì nữa rồi, cứ thế là triển khai thôi. Thì mọi người cố gắng động viên Vũ trong thời gian sắp tới. Cháu Vũ cũng mong muốn là khi mà mọi người bình luận ấy thì cũng giúp Vũ, bởi vì là nhiều khi mà đi làm về mệt mỏi là cũng bị áp lực ấy, áp lực công việc. Mong mọi người giúp cho em chở một phần nữa. Dạ. Mình mua hai lọ, Vũ gửi về thôn Nam Thịnh, Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình. Hôm nào rảnh
thì gửi cho mình nhé. Dạ. Vâng ạ. Anh có thể nào mà liên hệ qua số điện thoại em được không ạ? Có gì lát nữa anh nhắn tin qua số điện thoại cho em với, nhắn tin cái địa chỉ ấy. Vâng, không tí em sẽ lướt lại comment để em gửi cho. Anh nhắn cả số điện thoại lên cho em nhé. Vâng, cái kinh phí thì em mong muốn là mọi người có gì giúp thêm cho em chở để cái căn nhà nó được hoàn thiện tốt hơn. Hiện giờ kinh phí thì vẫn chưa đủ đâu ạ. Đấy, thì cháu Vũ cũng mong muốn là làm sao mà khi cháu bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên ấy, thì cũng mong muốn là mọi người hỗ trợ thêm kinh phí cho em chở để em chở có thể hoàn thiện được cái căn nhà này. Thực tế ra là kể cả là thừa ra thì cháu Vũ cũng sẽ mong muốn là bổ sung thêm được cái gì thì tốt cho em ấy. Nói chung là còn tiền mua thêm những cái hàng tạp hóa này để em ấy có đồng ra đồng vào ngay và luôn. Có gì anh nhắn tin cho em về nhá. Hai lọ này thì em sẽ gửi hai lọ chầm chéo đúng không ạ? Đấy. Còn bên chỗ em ấy thì em cũng bán thêm cái thịt treo với đại lạp xưởng nữa. Thì những cái này, những cái hiện tại bây giờ em Vũ đang live stream này thì là sẽ những cái video sau này ấy thì đến khi hoàn thiện nhà em chở thì tất cả những gì mà Vũ bán được thì Vũ sẽ nốt lại những cái khoản tiền lãi ấy. Thì em Vũ sẽ nốt lại để mà dùng làm kinh phí xây nhà cho em chở. Toàn bộ sẽ nốt lại hết. Mấy hôm nữa Vũ gọi vật liệu một cái là xe ô tô họ sẽ chở đến tận nơi luôn. Họ giao tận điểm này luôn. Cứ thế là ấy thôi, đây này. Ô tô đi tít vòng tít tận trên kia đi xuống đây. Đấy. Cũng vòng vèo vết cái thôn này, cái điểm thôn này. Thay đổi địa điểm tí cho mọi người đỡ buồn mắt. Sắp hoàn thiện cái lều rồi. Đấy, vẫn còn bạt đây, bạt này sẽ là bạt quây xung quanh mọi người ạ. Đâu, chủ nhà vẫn chưa tới. Đấy. Không thì mình bao luôn được, cần gì phải cái bờ rào. Cho nó nằm bên trong luôn. Được không anh? Cho nó nằm bên trong luôn, cho cái bạt nằm bên trong luôn. Đây mình quay cái đường bạt ở đây luôn được không? Hay còn chờ điều gì nữa lành? Dạ vâng ạ, hôm nào khởi công thì cháu Vũ sẽ ấy. Dạ, ơi như nào? Nếu không thì vâng. Thế hay sau làm đo nhà, đo nền nhà xong là đây là lán. Em đang mong muốn là ngày hôm nay anh em cố gắng hoàn thiện sớm ấy. Xong đến thứ hai là anh em chỉ việc đo đất một phát là đào móng luôn. Chứ không thứ hai là mình không chậm trễ nữa. Vâng, đấy. Thì nếu trường hợp ấy được thì xử lý luôn được cái này không em? Làm sao để mà... Vâng, không có phá nhà của họ đâu ạ. Tất cả mọi cái đều trong tầm tay hết ạ. Không có động vào, không có đụng vào đất của họ đâu. Tất cả mình còn dọn dẹp sạch sẽ cho họ luôn ấy. Mình không có phá gì cả. Vâng, được rồi, không tháo gì đâu ạ. Đấy, thôi được rồi, chắc là bây giờ anh em sẽ tìm cách để mà tiếp tục để xử lý cho xong cái lán này đi để có cái điểm mà dừng chân. Cháu Vũ cũng xin khép lại cái video này ở đây đã, để cháu Vũ tiếp tục xử lý. Cháu Vũ cảm ơn mọi người nhiều nha. Ông chủ nhà là đang đi ăn cơm, chắc là cũng uống rượu rồi ở tít trên kia kìa. Đấy, lành chào. Dạ. Cháu Vũ chào nha. Cháu Vũ xin khép lại video ở đây.